Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe rất là nhỏ gọn, một mẫu xe rẻ tiền cho anh em. Nhưng mà máy móc với lại gầm bệ của nó thì nó rất là chất. Anh em nào mà đang có nhu cầu tìm một mẫu xe nhỏ gọn như tầm tiền dưới 100 triệu thì đây là một mẫu xe khá là lý tưởng cho anh em. Anh em nào mà đúng chân thì hãy liên hệ ngay cho mình qua số điện thoại 081 666 2386, lấy cũng là số Zalo của mình. Thì là anh em nào mà ấy thì có thể kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại đấy. Hoặc có thể là anh em xem video nhớ đăng ký và like kênh cho mình đấy, để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất. Thì xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất 2008, biển Hà Nội, 29A39536 này. Màu này là gọi là màu xanh đấy. Một chiếc xe khá là chất, sơn si khá là ok cho anh em. Một cái biển cũng rất là đẹp luôn. Anh em nào mà mua dòng này về thì cứ để cái biển này mà chạy thôi, không cần phải sang tên hay là đổi biển làm cái gì cho nó nhọc ra. Thì chiếc xe này em bán với giá tiền là 96 triệu đồng. Chỉ với 96 triệu đồng thôi, anh em đã có một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2008 này, rất là chất cho anh em đấy. Anh em nào mà ok mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho mình qua số điện thoại 081 666 2386. Mình tên là Tuấn Anh, có địa chỉ tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy cái biển này, 29A39536, biển thân tài nhỏ, nhất sinh tài lộc. Cái biển rất là đẹp, sinh tài lộc nhé, thần tài đầu. Nội thất của chiếc xe thì lỉ nguyên bản anh em này. Xe vừa về em cũng chưa rửa ráy gì thì chưa dọn dẹp gì thì cái tắp lô tắp ly nó hơi bẩn một chút, nên cái này chỉ cần đánh qua cái là sạch thôi, không quan trọng gì cả. Nhưng mà chất xe, chất máy thì khá là ok cho anh em. Thực ra với giá tiền chỉ có 96 triệu đồng thôi, anh em đã có một chiếc ô tô 5 chỗ sơn si khá là đẹp, về sẵn đi, không phải làm một cái gì cả, rất là ok cho anh em. Đấy, còn chờ gì nữa, ghế lỉ nguyên bản anh em nhé. Cam kết cho anh em xe không đâm đụng, không tai nạn mà không ngập nước. Còn đâu va quẹt thì không thể tránh khỏi được những cái dòng này. Thì đây cũng là xuất phát từ một chiếc taxi ra thôi, chứ không phải là xe tư nhân hay là xe gia đình hay là xe tư nhân xịn từ đầu. Đấy, nhưng mà đã về tên tư nhân rồi. Xe rất là chất cho anh em. Một chiếc xe nói chung là với giá tiền chỉ có tầm tiền như vậy thì anh em không thể đòi hỏi hơn được một chiếc xe như thế này rồi. Khá là chất cho anh em. Trần đã được bọc trần 3D rất là sạch sẽ nhé. Đăng kiểm thì còn rất là dài, đến tháng 7 năm 2020 anh em về đi còn 1 năm nữa. Đấy. Một cái biển rất là đẹp. Tất cả cụm đèn pha, đèn phanh của nó, đèn pha của nó rất là sáng này, sáng quắc luôn. Nói chung là về anh em chỉ về sẵn đi thôi. Thì với giá tiền quá bèo cho một chiếc xe Spark. Đấy, thương hiệu của Mỹ, xe 5 chỗ anh em nhé. Gầm bệ đây anh em này. Không có một vết gì mục mọt luôn. Máy móc của chiếc xe thì khá là chất, tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động bình thường anh em nhé. Điều hòa con này thì chết rét luôn. Rời nóng như này 35 36 độ mà vẫn chết rét. Đấy, máy gẩy nhẹ cái là gẩy nhẹ cái là lỗ thôi. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì liên hệ ngay cho mình. Tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động rất là bình thường anh em nhé. Không có một cái gì là ấy cả. Màn hình DVD, cam lùi rất là đầy đủ cho anh em này. Đấy, chỉ với 96 triệu đồng thôi mà anh em đã có một chiếc xe 5 chỗ ô tô điều hòa mát lạnh đời 2008. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động rất là bình thường. Thì không mua cái xe này thì mua xe nào anh em nhỉ? Anh em nào đang có tầm tiền như thế này thì hãy liên hệ ngay cho mình, đang cần một chiếc xe như này thì hãy liên hệ ngay cho mình nhé. Đấy. Rất là ok, côn số rất là ngọt ngào luôn. Đây mình sẽ chạy thử cho quý vị các bạn xem đây. Gảy nhẹ cái là đi thôi. Côn số rất là ngọt ngào anh em nhé. Chung là một chiếc xe tầm tiền như này thì khá là ok cho anh em rồi. Anh em không phải suy nghĩ gì về tầm tiền như này cả. Đấy. Giá tiền thì chưa đến 100 triệu đồng, chỉ với 96 triệu đồng.
màn hình DVD rất là đầy đủ cho anh em. Anh em mình nhìn, tắt máy đi để cho anh em lại lần nữa này. Đây nhìn này. Đấy, lỗ ngay. Vậy còn chờ gì nữa, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy lên để cho anh em cùng xem về cái chất máy của chiếc xe này, xem nó như thế nào nhé. Xem cả đèn đóm này, xem nó còn sáng hay là nó không sáng. Điều hòa. Đấy, anh em nhìn thấy từ đèn của nó rất sáng nhé, đèn gầm, đèn trước này. Đấy, rất là ok cho anh em. Chỉ với giá tiền như vậy thì anh em khó có thể tìm được một chiếc xe mà còn chất như thế này. Máy móc của nó đây rất là êm, không một cái gì rung. Nắp capo còn rất là đẹp luôn. Đấy, tại sao anh em mình phải suy nghĩ về chiếc xe này? Giá tiền chưa đến 100 triệu đồng thì quá là ok để mua một chiếc xe như thế này rồi. Anh em nào mà có nhu cầu thì hãy đến ngay trực tiếp cửa hàng của mình, có địa chỉ tại km 11 đường Công Trắng, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, hoặc là 173 Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đấy, anh em nào mà đúng chân thì liên hệ ngay cho mình. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Vừa rồi mình giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất 2008 với giá tiền 96 triệu đồng, biển Hà Nội 29A39536 này. Một cái biển cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.